Xin chào các bạn. Hệ thống giáo dục Singapore được hình thành từ nền tảng những nền giáo dục tiên tiến khác như Anh, Úc. Có thể nói nền giáo dục Singapore là sự đúc kết những gì tốt nhất, hiện đại nhất, và các cơ sở giáo dục đào tạo ở đảo quốc này đều được trang bị hiện đại chuẩn quốc tế, giảng viên với kiến thức hiểu biết chuyên sâu, tận tình trong giảng dạy. Nhờ đó mà bằng cấp do các trường Singapore cấp bằng luôn được đánh giá cao trên toàn thế giới. Một trong những ngôi trường nổi tiếng tại đây chính là trường Kaplan, một ngôi trường cung cấp cho sinh viên những hệ thống giáo trình, máy móc, thiết bị hiện đại. Thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về ngành học thế mạnh tại Kaplan Singapore các bạn nhé. Singapore cũng là đất nước có nền giáo dục chất lượng cao và môi trường quốc tế đa dạng. Du học Singapore 2018 đang là trào lưu và là điểm đến hấp dẫn của những startup mới mẻ. Vì vậy mà bạn còn chần chờ gì nữa mà không lựa chọn học tập tại Kaplan Singapore? Các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo số 028 38 48 4879 hoặc 028 38 38 2080, hoặc các bạn có thể vào fanpage của du học Tân Đại Dương tìm hiểu các vấn đề về ngành học thế mạnh tại Kaplan Singapore nhé. Hiện nay thì du học Singapore tại Học viện Kaplan sẽ có cơ hội nhận học bổng hấp dẫn lên đến 160 triệu đồng. Các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan, học bổng hấp dẫn lên đến 160 triệu đồng. Và thời gian là từ thứ 2 cho đến thứ 6, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017, sáng vào lúc 9 giờ đến 11 giờ và chiều là từ 15 giờ đến 17 giờ. Địa điểm là tại văn phòng công ty Tân Đại Dương, mặt tiền số 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn hãy đăng ký ngay qua số điện thoại 028 38 48 4879 hoặc 028 38 38 2080, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số di động 0995693574 hoặc 0996277629. Các chuyên ngành mà bạn có thể lựa chọn học tập tại Kaplan Singapore: thứ nhất là chuyên ngành quản lý tài chính, marketing, quản lý hậu cần, quản lý ngân hàng và tài sản, quản lý nhân sự, quản lý rủi ro, luật kinh doanh, cấp bằng của Đại học Quốc gia Island. Và thứ hai là chuyên ngành quản lý kế toán và tài chính, được cấp bằng của Đại học Portsmouth, Anh Quốc. Và thứ ba là Bachelor of Business bằng kép về kế toán, luật kinh doanh, ngân hàng, tài chính, quản trị du lịch khách sạn, kinh doanh quốc tế, quản lý nhân sự, marketing, và được cấp bằng của Đại học Murdoch Úc. Thứ tư là Bachelor of Arts là bằng kép về các chuyên ngành truyền thông, du lịch và sự kiện, quan hệ công chúng, truyền thông web, và được cấp bằng của Đại học Murdoch Úc. Thứ năm là Bachelor of Science, hệ thống thông tin kinh doanh, công nghệ thông tin, an ninh mạng và thông tin, được cấp bằng của Đại học Murdoch Úc. Thứ 6 là Bachelor of Arts Tâm lý, cấp bằng của Đại học Murdoch Úc. Thứ 7, chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị, marketing, quản lý hậu cần, du lịch khách sạn, quản trị, truyền thông đại chúng và quảng cáo. Thứ 8 là truyền thông đại chúng và kinh doanh, truyền thông đại chúng và quan hệ công chúng, được cấp bằng của Đại học Northumbria, Anh. Và đôi nét về Kaplan Singapore thì Kaplan là trường được yêu thích nhất tại Singapore và xếp hạng số 1 về đào tạo các chương trình chứng chỉ đại học sau đại học. Trường còn được công nhận là một trong 3 trường tư thục tốt nhất tại Singapore và nhận chứng nhận EduChoice 4 năm liền dành cho trường có đủ điều kiện tuyển sinh và giảng dạy sinh viên quốc tế tốt nhất. Thì Kaplan Singapore được trao đến 9 giải thưởng về phát triển đào tạo và huấn luyện TED của Job Central năm 2016. Điều này đã giúp cho Kaplan trở thành một tổ chức giáo dục tư nhân tốt nhất và nhà cung cấp giáo dục tốt nhất và là nhà cung cấp dịch vụ vàng trong nhiều lĩnh vực. Các giải thưởng được đánh giá nghiêm túc bởi một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong ngành và các thành viên của công chúng. Các giải thưởng này bao gồm tổ chức giáo dục tư nhân nhất về quản lý kinh doanh, truyền thông và media, khoa học máy tính và IT, marketing. Và Singapore cũng là một đất nước có nền giáo dục chất lượng cao và môi trường quốc tế đa dạng. Du học Singapore 2018 đang là trào lưu và là điểm đến hấp dẫn của những startup mới mẻ. Vì vậy, bạn còn chần chờ gì nữa mà không lựa chọn học tập tại Kaplan? Các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo số 028 38 48 4879 hoặc 028 38 38 2080, hoặc vào fanpage của du học Tân Đại Dương tìm hiểu các vấn đề về ngành học thế mạnh tại Kaplan Singapore nhé.
Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về du học Singapore hoặc muốn đăng ký tham gia tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, công ty tư vấn du học Tân Lại Dương, chi nhánh tại quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và số điện thoại 028-3848-4879 hoặc 0989-006-890, hoặc các bạn có thể liên hệ với chi nhánh tại quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080 hoặc 01665-157-271, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc duhocsingapore.net. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào tại Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.